bây giờ em làm trai nữa, làm đúng, bây giờ làm trai đi. Câu đó làm lại cùng thầy đi. Đường đời anh chúc ngày sau hoa báo không mang em nhiều thương đau. Đúng, ok, đó. Và cái khúc này là gửi gửi anh và cô ấy, gửi em và cô ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thận. Cái câu cuối mình đã hướng dẫn cho ca sĩ Nam Thành Phiêu như sau các bạn nha. Quả báo không mang em nhiều thương đau. Có nghĩa là cái nốt cuối của chữ thương nó phải bằng cao độ của chữ đau nha. Và cái âm cuối chúng ta lưu ý là cái âm trước chữ thương ấy là mình đừng khép chữ ngờ sớm. Có nhiều bạn sẽ là thương. Nếu mà khép chữ ngờ là rất là xấu nên sẽ mở ở chữ thơ nha, chúng ta lưu ý nha. Chữ thơ kéo dài, khi nào chuẩn bị qua chữ đau thì khép chữ ngờ lại. Ví dụ quả báo không mang em nhiều thương đau. Thương đau. Ok, câu kết nha. Đó là câu đó này. Đừng đợi anh chúc ngày sau quả báo không mang em nhiều thương. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ đầu. Đối với tông này lúc đầu nó là tông đô, đô thăng, lúc sau nó lên rê nha. Đô thăng trưởng, lúc sau lên rê trưởng. Rồi, chúng ta vô nhé. Không ngờ là quá nhanh. Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn, nhưng lỡ yêu anh phải làm gì? Người ơi, giờ ở bên em chẳng có lẽ cũng yêu và nuông chiều, nên mới khiến anh động lòng và bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời tôi gửi em và người ấy sống với nhau hay thật hạnh phúc, đã bất chấp miền đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phát bội. Đường đời anh chúc ngày sau hoa báo không mang em nhiều thương đau. Rồi lần một là bình thường như vậy, lần hai là phiêu giống hồn kia nha. Đó. Nhưng lỡ yêu anh phải làm gì? Người ơi, giờ ở bên em chẳng có lẽ cũng yêu và đuông chiều, nên mới khiến em đau lòng và bất chấp hết cả đúng sai. Ngoài đời tôi gửi em và người ấy sống với nhau hay thân hạnh phúc, đã bất chấp miền đời thì đừng quan tâm nhờ đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phản bội. Đường đời anh chúc ngày sau hoa báo không mang em nhiều thương đau. Mình là thấy một người đổi thay làm sao.
sâu được chức sắc đẹp rồi bao cam dỗ ai sẽ thủy chung vài lời tôi gửi em mất người ơi sống với nhau hay thật hạnh phúc ta bất chấp miền đời vì được quan tâm ngờ đâu đó lời cuối ai dành cho em người phát hồi đường đời anh chúc ngày sau có máu không mang em nhiều thương đau OK, đoạn nó ngon rồi, các bạn bám vững cái thật. Quá bao hoa em nhiều thương đau, thương đau. Đúng rồi. Thương đau. Nào, em lên cổ thì kìa, cắm xuống cho hoàng nha em, trồng chuối xuống hoàng, trồng hơi xuống. Thương đau. Đúng rồi. OK, chính xác đó. Cái này tại vì cái feel này mới mình mới hướng dẫn cho Thành thôi nên là bạn cảm khá là nhanh, nhưng mà cái này mình sẽ hát nhiều lần nên sẽ quen thuộc hơn nha. Rồi, khúc đầu bài này đó là tông đô thăng trưởng, khúc sau lên nửa tông là rê trưởng các bạn nha. Hẹn các bạn vào một video tiếp theo và ủng hộ cho Nam Thành và Hà Thích Dũng.